Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Phương Đông TV. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ đã phát triển thành công tên lửa tàng hình chuyên diệt radar ARGM Việc kết hợp loại tên lửa này kết hợp với chiến đấu cơ F-35 sẽ tạo ra một cặp bài trùng đáng sợ đe dọa các hệ thống phòng không của Nga. Từ lâu, tên lửa chống radar AGM-88 của Mỹ đã nổi tiếng là một sát thủ của những hệ thống phòng thủ của Nga. Loại tên lửa này có thể lần tìm theo tín hiệu radar của các hệ thống phòng không và lao nhanh tới tiêu diệt. Tuy nhiên, thì giờ đây là Mỹ đã phát triển loại tên lửa còn nguy hiểm hơn cả AGM-88, đó chính là tên lửa ARGM-R. Đây là loại tên lửa tàng hình chuyên tìm diệt radar tối tân nhất thế giới hiện nay. Do được thiết kế với tính năng tàng hình nên hình dáng của chúng có phần khác lạ. Dọc theo hai bên thân là cặp cánh chạy dài. Chúng hoàn toàn khác biệt so với các loại tên lửa trước đây. Theo các nhà phát triển, Việc thiết kế dạng cánh đặc biệt như thế này vừa giúp tên lửa đạt hình dáng khí động học tối ưu, vừa giúp tán phát tín hiệu radar chứa vào. Phần cánh đuôi cũng được cắt theo kiểu cạnh kim cương. Điều này sẽ giúp phân tán tín hiệu radar. Được biết, tên lửa argm là sản phẩm của tập đoàn Northrop Grumman. Đây là một tên lửa chiến thuật siêu thành tầm trung và sẽ được Mỹ ưu tiên trang bị cho máy bay AA-18G Growler và tiêm kích tàng hình f 35 tên lửa sẽ được trang bị một động cơ nhiên liệu rắn. tâm bắn của loại vũ khí này thì vẫn còn được giữ bí mật. ARGMR sử dụng hệ dẫn quán tính ở pha giữa và đầu tự dẫn radar chủ động ở pha cuối. Để tăng độ chính xác khi rơi mục tiêu, ARGMR được tích hợp hệ thống kiểm soát mục tiêu HCSM của không quân Mỹ nhằm nâng cao khả năng chính xác và giảm thiệt hại phụ trong quá trình sử dụng. Nguyên lý chung của loại vũ khí này là bám theo cánh sóng radar để đánh vào đài anten máy phát. Với tốc độ cực cao, kích thước nhỏ, ARGMR là bài toán khó đối với hệ thống đánh chặn của đối phương. Thậm chí thì một số ý kiến còn cho rằng nếu Nga không có phương án phòng bị tốt nhất, có thể thì loại tên lửa này sẽ tiêu diệt hệ thống radar của S-400, thậm chí là S-500 trước khi chúng kịp khai hỏa. Một điều đáng sợ là Mỹ cũng có kế hoạch trang bị loại tên lửa mới này cho các đồng minh NATO tại châu Âu. Hiện nay, đa số các đồng minh trong khối NATO của Mỹ tại châu Âu đều đã đặt mua F-35, vì thế có thể họ sẽ đặt hàng tiếp loại tên lửa này. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.